Tiếp tục như thường lệ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục điểm báo để cùng với chúng tôi cập nhật những bài báo đáng chú ý có trong sáng nay. Thưa quý vị, báo Đại biểu Nhân dân trang 6 thông tin, năm 2023, Việt Nam xuất siêu kỷ lục 26,9 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,2 lần xuất siêu của năm 2022, nối dài 8 năm liên tiếp. Theo số liệu thống kê đã được công bố cuối tháng 12 năm 2023, thì giá trị xuất siêu nói trên là kết quả các phép tính đơn giản từ xuất khẩu và nhập khẩu của hai khối doanh nghiệp. Xuất siêu lớn do khối doanh nghiệp FDI tạo ra bù lại cho nhập siêu của khối doanh nghiệp trong nước. Việt Nam đang là đất lành cho nhiều doanh nghiệp FDI đại bàng đến làm tổ, trong khi doanh nghiệp trong nước chưa thoát khỏi tình cảnh thua kém, khó khăn cố hữu, nhất là sau đại dịch Covid-19. Xuất khẩu, xuất siêu phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI không phải là hiện tượng của năm 2023, mà lâu nay đã thế và có thể còn như thế. Điều này giải mã hiện tượng Bắc Ninh, tỉnh rất nhỏ, song xuất khẩu và xuất siêu luôn nằm trong top đầu cả nước, chủ yếu là nhờ doanh nghiệp FDI trên địa bàn làm ra. Trừ năm 2023, vai trò top đầu có giảm do kinh tế thế giới khó khăn, cầu tiêu dùng giảm. Trong tình hình khó, có thể nhấn đậm một chiều rằng nhờ xuất siêu mà góp phần nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô, do doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước không ít. Vấn đề là phải xây dựng nội lực để doanh nghiệp trong nước có thể tăng nhanh khối lượng hàng hóa xuất khẩu, tăng nhanh giá trị hàng hóa xuất khẩu. Được như vậy thì dự trữ ngoại hối, tỷ giá, các chỉ số kinh tế vĩ mô mới ngày càng ổn định, thực chất và bền vững. Một nội dung đáng chú ý khác mà được chúng tôi tìm đọc và cũng như là trích gửi tới quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay ở trên báo Đại biểu Nhân dân trang nhất với nhan đề Trí tuệ nhân tạo và vấn đề bản quyền. Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển ngày càng nóng và tương lai ứng dụng AI vào đời sống kinh tế xã hội càng lúc càng rộng rãi, hứa hẹn nhiều tiềm năng, thì các vấn đề về pháp lý trong lĩnh vực này cũng đang nhận được nhiều sự thu hút và chú ý. Một trong những khía cạnh đó là vấn đề sở hữu trí tuệ có liên quan tới dữ liệu dùng để huấn luyện và phát triển AI. Các vụ kiện giữa các doanh nghiệp ở Mỹ gần đây và phán quyết tương lai của Tòa án Mỹ là phép thử quan trọng để đoán định chiều hướng xử lý trong các tranh chấp vốn được dự báo sẽ ngày càng nhiều hơn. Vấn đề một đặt ra nữa đó là các doanh nghiệp công nghệ lấy dữ liệu ở đâu để huấn luyện AI. Và nếu mà lấy như vậy thì kể cả khi dữ liệu sẵn có trên Internet thì dữ liệu đó có thực sự là miễn phí hay không? Các vụ kiện gần đây trong lĩnh vực dữ liệu báo chí liên quan tới OpenAI, một trong các công ty phát triển AI nổi tiếng nhất hiện nay, vì thế rất là đáng được theo dõi. Không ít người lo ngại việc đặt các công ty AI trước những rủi ro về bản quyền có thể cản trở sự phát triển của công nghệ này, bởi các mô hình AI chính xác cần được huấn luyện trên dữ liệu sạch và chất lượng như các nội dung báo chí. Vì vậy, nhiều công ty phát triển AI đã chủ động đàm phán thỏa thuận thương mại với các nhà xuất bản tin tức để được cấp phép sử dụng nội dung. Như OpenAI đã bắt tay với Associated Press và Axel Springer, Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters dự báo là những cái thỏa thuận tương tự có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn trong năm nay. Với Việt Nam thì việc theo dõi các chuyển động công nghệ và pháp lý liên quan đến AI là cần thiết, bởi nắm bắt và hiểu được những cái xu hướng như vậy sẽ giúp các bên khác nhau chuẩn bị chu đáo hơn cho con sóng AI đang đến. Với các doanh nghiệp chủ động xin phép hoặc là đàm phán thỏa thuận thương mại để thu nhập, sử dụng dữ liệu trong huấn luyện AI với các đối tác, dù trong hay ngoài nước là việc rất cần thiết và cần quan tâm để tránh rủi ro và bị kiện tụng. Chuyển sang một bài báo cập nhật những thông tin về những ngày gần Tết như thế này. Vâng, và thưa quý vị, tại thời điểm này thì ở một số chợ truyền thống như là chợ Gia Lâm, chợ Ngọc Thụy ở quận Long Biên hay là chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội, hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết như là măng khô, miến, nấm, bóng bì, thực phẩm chế biến, các đồ đặc sản cho tới là các mặt hàng mã đều đang rất dồi dào. Đó là thông tin được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết số ra sáng nay. Sức mua tăng từng ngày, tiểu thương Nguyễn Thị Hòa An bán tạp hóa tại chợ Gia Lâm, quận Long Biên chia sẻ. Thời gian này khách hàng đã mua đồ bánh kẹo, mứt hay là măng miến dự trữ cho ngày Tết. Mấy hôm nay khách mua dồn dập. Một số khách hàng hỏi mua bánh đa nem còn hết hàng. Năm nay giá bán vẫn giữ ổn định, lượng hàng bán ra bắt đầu tăng rất mạnh trong 3 ngày trở lại đây. Bản thân tôi hơn một tuần nay bán hàng không nghỉ trưa để phục vụ cho người mua, chị An nói. Cùng với đó, tại chợ Gia Lâm, tiểu thương Nguyễn Thu Thủy bán đồ khô cho biết, hàng nông sản phục vụ Tết giờ khá phong phú, ngay cả những mặt hàng truyền thống nhà nào cũng cần trong dịp Tết như là măng, mộc nhĩ, nấm hương, tới nay người tiêu dùng mua nhiều.
Hy vọng qua ông Công ông Táo, qua ngày 23 tháng Chạp thì sức mua sẽ tiếp tục tăng lên. Nhìn nhận về sức mua hàng Tết của năm 2024, nhiều tiểu thương khác cũng cho biết phải chờ thêm vài ngày nữa mới có cảnh chen nhau mua hàng. Thời điểm này, nhiều khách hàng chỉ mới hỏi trước giá thịt bò, thịt lợn và hẹn cuối tuần để ra lấy hàng. Một số khách hàng ngày thường chỉ mua 3 đến 4 lạng thịt lợn thì nay đều mua tăng số lượng lên cả kg. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Minh, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính cho biết, theo truyền thống, không chỉ riêng năm nay mà Tết năm nào giá cả cũng tăng, nhưng mức độ tăng năm nay sẽ không lớn vì cung hàng hóa rất nhiều, giá cả một số mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng hiện khá ổn định. Vì thế áp lực về giá cả một số mặt hàng từ nay đến hết Tết Nguyên đán tăng nhưng không nhiều, người dân có thể yên tâm phấn khởi. Giá mặt hàng thực phẩm thì thường là vào dịp cuối năm, lễ Tết đặc biệt như thế này, khi mà nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cao thì mới có một đợt để tăng vọt. Còn lại hầu như trong năm nếu mà có tăng thì đều chủ yếu do câu chuyện là giá xăng và giá dầu tăng. Liên quan tới câu chuyện về giá xăng và giá dầu, trên báo Đại Đoàn Kết ở trang 7 chia sẻ một nhan đề, đó là gần 6.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử. Theo như Tổng cục Thuế của Bộ Tài chính, đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, thì cả nước ta đã có 5.844 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hành phát hóa đơn điện tử bán lẻ đối với từng lần bán theo quy định, tăng khoảng hơn 3.000 cửa hàng so với thời điểm là ngày 1 tháng 12 năm 2023. Một số địa phương có tỷ lệ triển khai đạt cao như Bắc Ninh đạt khoảng 97%, Thanh Hóa 95%, Yên Bái 87%, Quảng Nam đạt 79%, Bà Rịa Vũng Tàu 76%, Đắk Lắk đạt 75%, Quảng Ngãi đạt 74% và Hà Nội đạt khoảng 71%. Cũng theo Tổng cục Thuế, tới đây thì Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu đúng theo quy định. Bên cạnh đó thì giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể đến từng lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng công chức quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về hóa đơn điện tử tới từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để cho các đơn vị này hiểu rõ và nhận thức đầy đủ trách nhiệm, cam kết thực hiện được phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định. Tổng cục cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc là cố tình không thực hiện quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dù giá xăng dầu tăng liên tiếp trong thời gian qua và dự báo tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới trước Tết Nguyên đán năm 2024, tuy nhiên doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định cơ quan điều hành sẽ khó chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, dù quỹ này đang dư cả nghìn tỷ đồng. Đó là thông tin được tờ Lao động cho biết trong số báo ngày 2 tháng 2. Trong kỳ điều chỉnh vào ngày 1 tháng 2, thời điểm cận Tết Nguyên đán năm 2024, theo dự báo của một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu, giá xăng dầu có thể tăng mạnh với mức tăng trên 1.000 đồng một lít. Mặc dù giá xăng tăng liên tục, tuy nhiên trong các kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành là Liên Bộ Công Thương Tài chính không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu kỳ điều chỉnh tới, nhà chức trách tiếp tục không chi quỹ, giá xăng sẽ tăng rất cao, ảnh hưởng tới chi tiêu của người dân. Trong khi đó, tính đến hết quý 3 năm 2023, quỹ bình ổn giá xăng dầu đang dương hơn 7.000 tỷ đồng. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, kết thúc tháng 1 năm 2024, chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón, giày dép, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thiết bị và đồ dùng gia đình, văn hóa, giải trí và du lịch cũng tăng 0,14%. Giá một số mặt hàng dịch vụ tăng do nhu cầu tăng để phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới. Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng khi giá xăng dầu mạnh, tăng đến 10% sẽ khiến lạm phát tăng 0,36% và tăng trưởng kinh tế giảm 0,5%. Do đó, việc giá bán lẻ xăng dầu tăng mạnh trong các kỳ điều hành qua đã tác động tương đối lớn đến chỉ số lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Do đó, Bộ Công Thương cần xin ý kiến Chính phủ để có biện pháp phù hợp nhằm làm giảm mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.